Theo tin của truyền thông Việt Nam, Bí thư xã Bình Hòa Phước tỉnh Vĩnh Long xác nhận có một cán bộ xã vào tiệm massage nhưng không có tiền trả nên tự xưng mình là bí thư để có thể thị uy với chủ quán. Sau đó thì ủy ban xã đã xác minh người thiếu tiền quán chính là một cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội có tên viết tắt là BVB. Theo báo Tiền Phong, đây không phải là lần đầu tiên vị cán bộ này giả dạng là bí thư để quịt tiền massage. Sau khi bị tố giác, ông này thừa nhận do nhậu say nên mượn chức danh của ông Bí Thư nhằm tạo uy tín với chủ quán để được nợ tiền. Sau khi bị tố cáo, ông cán bộ đã phải trả 900.000 đồng tiền nợ cho chủ quán massage.